Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà lô góc ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà là 2,5m và cách trục đường ô tô đi lại là 50m. Thiết kế và xây dựng là 5 tầng, đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với cái căn nhà này thì thiết kế nó rất là hợp lý, lô góc hai mặt thoáng mọi người ạ. Và ngõ trước nhà đây mọi người có thể quan sát dùng Ngọc Ánh. Ngõ trước nhà là 2,5m và cách với đường ô tô đi lại rất là gần. Với cái thiết kế của ngôi nhà thì cái mặt tiền của ngôi nhà như mọi người có thể nhìn thấy ở đây là chủ đầu tư thiết kế gần như hoàn thiện xong 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Thiết kế ban công mở rất là thoáng. Bởi vì căn này là lô góc thoáng hai mặt ngõ luôn nha mọi người. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cận cảnh căn nhà cùng Ngọc Ánh. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì đã được hoàn thiện, xung quanh là ốp đá granite và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Đây là phần tầng 1 Ngọc Ánh đứng. Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người luôn, cái căn nhà này chủ đầu tư có tặng nội thất nha mọi người. Thì ở đây phần tầng 1 phòng khách chủ đầu tư có tặng một bộ bàn ghế cho mình. Đó, bộ ghế gỗ sồi Nga. Và xung quanh cái căn phòng khách đây thì mọi người có thể nhìn thấy cùng em là chủ đầu tư đã thiết kế cái xung quanh phòng khách cũng như là kệ để tivi này, rồi là quạt trần, trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt của căn nhà này đã được hoàn thiện xong đầy đủ. Với căn nhà này chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Vị trí của ngôi nhà thì rất là gần với lại bể bơi, rất là gần với lại trung tâm hành chính quận mọi người ạ. Từ vị trí của ngôi nhà này ra trung tâm hành chính quận cũng như Ủy ban nhân dân quận, rồi là cái chợ Hà Đông, các bệnh viện lớn như bệnh viện Quân y 103 này, bệnh viện Ca Tân Triều này, bệnh viện Bỏng Quốc gia cũng như là bệnh viện Đa khoa Hà Đông, và nói chung là nó chỉ trong phạm vi bán kính khoảng tầm 3 km quay đầu lại thôi. Đầy đủ tiện ích trường học, tiểu học, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 và trường liên cấp nha mọi người, trường liên cấp quốc tế. Với cái ngăn căn nhà này thì đây là phần phòng khách Ngọc Ánh đứng đây. Phần gạch lát nền thì kích thước là 60-60 vân đá và được chủ đầu tư là lát sen kẽ hai màu, cũng khá là hợp lý. Nhìn nó rất là rộng mọi người ạ. Nó mặc dù với cái thiết kế 30m thôi nhưng mà tối ưu cái công năng sử dụng. Và cửa sổ ở đây như mọi người, Ngọc Ánh chia sẻ vì là lâu góc, nó rất là thoáng. Cửa sổ hướng ra cả hai bên, cả phòng khách cũng có cửa sổ. Đó. Phần phòng khách ở đây chủ đầu tư có ngăn cách giữa cái phần phòng khách và cầu thang đi lên là một cái vách cốt CNC. Và ở bên bếp cũng vậy mọi người nha. Đó. Kệ trang trí nhưng mà thực ra nó cũng là một cái phần phong thủy của trong ngôi nhà này. Mọi người theo em vào phía phần phòng bếp đây. Nói chung với cái diện tích 30m nó không phải là quá lớn, nhưng mà cái công năng sử dụng với một hộ gia đình trẻ thì nó rất là hợp lý mọi người ạ. Bởi vì cái căn nhà này thiết kế 5 tầng và có 3 phòng ngủ cơ. Đó. Tủ bếp ở đây thì đã được thiết kế là tủ gỗ ăn cường mọi người nha. Xung quanh bếp này cũng được trang trí đầy đủ. Kính ốp bếp cũng như là mặt bếp là đá granite. Và phụ kiện bếp đi kèm cũng được lắp đặt đầy đủ rồi. Hệ thống nước sạch sử dụng là nước sạch Sông Đà, Điện lực Hà Nội. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một cái phòng vệ sinh nữa mọi người ạ. Đó, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và với cái căn nhà này, giá chào bán của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng là 2.750.000.000 đồng. Có thương lượng, bao toàn bộ phí thuế sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng quý vị nhé. Và mọi người ơi, trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ ở đây thì thiết kế rất là rộng nha mọi người. Đây. Và chủ đầu tư có thiết kế tặng luôn cái đồ nội thất ở bên trong. Như mọi người có thể nhìn thực tế ở trên video. Với cái căn phòng này thì có rèm cửa, điều hòa, giường, bàn phấn. Và mọi người có thể nhìn kỹ giúp Ngọc Ánh là cái căn này nó là lô góc nên này. Cửa mở sang hai bên rất là thoáng, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Mọi người nhá. Đó. Xung quanh thì vị trí dân cư đông đúc cũng như là cái dân trí của khu vực này thì nó rất là cao nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đó. Và toàn bộ trên phía tầng 2 thì là chủ đầu tư lát sàn gỗ. Sàn gỗ công nghiệp mọi người ạ. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm hệ. Trên phía tầng 2 này cũng vậy, chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led âm trần chiếu sáng cho mình. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây, rèm cửa cũng như là điều hòa. Với căn nhà này đúng thật là quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Ngoài ra phía tầng 2 này thì có một nhà vệ sinh.
Mọi người nha, đây nhà vệ sinh đây ạ. Với căn nhà vệ sinh này thì thiết kế đầy đủ hệ thống bồn tắm. Với căn nhà vệ sinh này thì thiết kế đầy đủ hệ thống bồn cầu, lavabo, bàn đá và cabin tắm mọi người nhá. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh đây ạ. Đó, quạt hút mùi, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, thông thoáng. Đây là tầng 2 của ngôi nhà, vậy tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ, cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ thì đây mọi người có thể nhìn thực tế là kê đồ này rất là đẹp. Cái giường này thì thiết kế nó rất là thông minh nha mọi người. Đây có cửa, cái ngăn kéo ở phía dưới để đồ rất là hợp lý. Đó, cửa sổ hai bên thông thoáng. Rồi là mỗi một cái căn phòng thì chủ đầu tư có thiết kế một cái bức tranh khác nhau. Nói chung là với cái vị trí của ngôi nhà này và cái giá chào bán thì nó vô cùng hợp lý của khu vực này mọi người ạ. Đây là phòng vệ sinh ở trên phía tầng 3. Như vậy lên trên tầng 2, tầng 3 đã có hai phòng riêng biệt rồi. Thế tầng 4, tầng 5 thiết kế như thế nào? Thì lại mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tiếp tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà nhé. Tầng 4 thì cũng thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì khi mà bước chân lên trên phía tầng 4 này thì Ngọc Ánh mới nhớ ra rằng là chưa chia sẻ với mọi người về cái mặt bậc của bậc cầu thang cũng như là hệ thống tay vịn cầu thang. Đây mọi người có thể nhìn thực tế nhá. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên phía tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ là gỗ lim Nam Phi, và mặt bậc của bậc cầu thang như mọi người có thể nhìn thấy ở đây nó là đá granite rất là đẹp. Phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế nó cũng như tầng 2 và tầng 3. Tuy nhiên thì trên phía tầng 4 này chủ đầu tư không lắp đồ nội thất nữa cho mình nhá. Nó chỉ tặng ở tầng 2, tầng 3 thôi ạ. Cho nên là nếu như mọi người nhìn một cái căn phòng này thì nhìn thấy rất là thoáng. Mà kể cả chủ đầu tư có kê đồ ở dưới như tầng phía tầng 2, tầng 3 thì mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Là cái căn phòng này nó rất là vuông vắn, kê đồ nó rất là dễ đúng không ạ? Đó. Cửa sổ thông thoáng. Lô góc hai mặt thoáng. Từ vị trí của ngôi nhà này đi ra trung tâm Hà Đông nó quá là gần. Đó, đi ra tới ngã năm Hà Trì nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi mọi người ạ. Đi ra chợ Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 1,5 km thôi. Đây nhà vệ sinh ở phía tầng 4 nha mọi người. Đó. Mọi người có thể nhìn cân đối cùng Ngọc Ánh nhá. Nói chung có như thế nào thì em review như thế và mọi người đến xem như vậy. Nó không có cái gì mà nó nói sai sự thật, kể cả là cái giá bán là giá trực tiếp chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây là tầng 4, phần còn lại tầng 5, mọi người theo em. Tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế nó cũng như tầng 2, tầng 3 và tầng 4 mọi người ạ. Như vậy nếu như để mà nói thì toàn bộ cái căn nhà này nó có 4 phòng riêng biệt. Có tất cả các phòng đều có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đấy. Và phần còn lại là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người nha. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Và mọi người có thể nhìn xung quanh giúp Ngọc Ánh ở đây. Đó, dân cư đông đúc. Nói chung với căn nhà này, sổ đỏ chính chủ, diện tích xây dựng 30m, xây 5 tầng, giấy phép xây dựng đầy đủ. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888 041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.